giới thiệu cho các bạn một điểm bán xôi rất là nổi tiếng ở chợ Bà Chiếu. À, xôi gà Cô Liên đúng không ạ? Dạ. Rồi, đây là những hộp xôi mà chuẩn bị sẵn cho khách nha các bạn. Gái qua đây gái. Nhìn rất là hấp dẫn. Đây là khách ạ. Họ đứng chờ mua xôi rất là đông các bạn ạ. Cô cho con hỏi một hộp xôi như thế này là bao nhiêu tiền cô nhỉ? 23.000 một hộp là có đầy đủ đùi gà rồi thịt tất cả luôn đúng không ạ? Đây là cô chủ ạ. Mình bắt đầu bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? 4 giờ chiều. À 4 giờ chiều bán tới 11 giờ tối đúng không cô nhỉ? Dạ vâng ạ. Wow, rất là ngon các bạn ơi. Chị có thể nói sơ qua nguyên liệu để cho ra một hộp xôi là gồm những gì? À gà xá xíu với xôi. Chị như đừng có đóng một tên nữa. Quá tuyệt vời cô ơi. Cô bán bao lâu rồi cô? 3-4 năm rồi. Đầu tiên quá cô ạ. Khách để đồng nữa. Ôi dồi ôi. Cho ông một số tên đi. Đông lắm. Rồi, đông lắm.